Xem xong trận đấu tối qua, các bạn cảm thấy trình độ của đội tuyển Indonesia như thế nào? Bác thì bác cảm nhận nó giống như chiếc lốp xe này này, hơi non. Thưa mẹ, đêm qua đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng trước đội tuyển Indonesia. Mẹ có nhận xét gì về lối chơi của hai đội không nhỉ? Về đội tuyển Việt Nam thì mẹ không còn lời nào để nói cả, vì hết mỹ từ để khen rồi. Vâng, thế còn đội Indonesia? Lối đá của đội Indo nó giống như nhan sắc của con vậy. Giống của con á? Thế thì phải mạnh mẽ, nam tính. Ai bảo thế? Thế là gì nhỉ? Xấu xúc phạm người xem. Xấu xúc phạm người xem. Đầu game thì tuyến giữa của đội tuyển Indo chơi rất là rắn, liên tục phạm lỗi với các cầu thủ của chúng ta. Mẹ cảm thấy thế nào về điều này? Nếu mà mẹ không xem từ đầu ấy, thì mẹ tưởng đang đánh nhau cơ. Đặc biệt là tình huống phạm lỗi với Tuấn Anh, sao trọng tài lại không rút thẻ đỏ nhỉ? Xem đến đây mẹ mới ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa. Ủa, tại sao thế mẹ? Indo đá với 12 người. What? Trước khi gặp đội tuyển Việt Nam thì Indo đã xuất sắc cầm hòa được Thái Lan và được các cổ động viên của Campuchia cổ vũ rất là nhiệt tình. What? Thế mà họ vẫn phơi áo trước đội tuyển Việt Nam. Mẹ có nhận xét gì? Chắc họ tưởng Thái Lan cùng đẳng cấp với tuyển Việt Nam nên có thể ăn được. Lại chơi đồ hết với nhau rồi. Thái Lan gieo hy vọng, còn Việt Nam nghiền nát. Vậy sau trận đấu này, tuyển Indonesia còn lại cái gì nhỉ? Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Màn trình diễn của các cầu thủ chúng ta thực sự rất thuyết phục. Nhưng còn điều gì cần bổ sung không? Có chứ, giá mà có cái đấy thì hết nước chấm luôn. Phối hợp ghi bàn có, dàn xếp đá phạt có, sút xa có mà siêu phẩm có hai nháy luôn. Mày không nhận ra thiếu cái gì à con? Làm gì thiếu cái gì? Thiếu chát đâu. Hả? Ao chỉ, ao chỉ. Theo mẹ thì hôm nay ai chơi hay nhất bên phía đội chúng ta? Ai cũng hay cũng giỏi, nhưng mà mẹ lại rất ấn tượng với Xuân Trường. Xuân Trường đã có hai kiến tạo, đó thực sự là một màn trình diễn siêu hạng. Thế nó mới làm tao đau quặn đây này. Mẹ phải vui chứ, sao lại đau? Vì Trường nhà người ta thì làm trụ cột quốc gia, còn Trường nhà mình thì bất tài vô dụng. Cay thế nhờ. Sau trận thua muối mặt về cả trình độ chuyên môn lẫn nhân phẩm đạo đức, thì mẹ nghĩ là tuyển Indo cần làm gì để vực dậy tinh thần? Sai rồi. Thực ra là đội tuyển Indo họ rất vui chứ. Thua bạc nhược như thế mà vẫn vui được á? Nhìn họ thi đấu ấy, là mẹ bắt bài ngay. Bài vở gì thế nhở? Săn thẻ vàng. What? Săn thẻ vàng. Sau 8 năm thì Bùi Tiến Trường đã quay trở lại đội tuyển quốc gia. Mẹ thấy sao về màn trình diễn của anh ấy? Mờ nhạt. Quá mờ nhạt. Mẹ có thể phân tích kỹ hơn được không? Thủ môn gì mà cả trận chả cản phá được quả nào, thế còn mắc bóng ra làm. Thế thì đúng là mờ nhạt rồi. Tao lại tưởng ông ấy AFK. Việt Nam chưa thiếu người. Huấn luyện viên Shin Tae-jang là một huấn luyện viên World Cup, nhưng ông lại bị ông Park Hang-seo ao trình rõ rệt. Có điểm sáng gì trong chiến thuật của ông ấy để cứu vớt lại không mẹ? Ông Shin có một nước cờ cao tay hơn cả ông Park mà ít người nhận ra lắm. Cụ thể hơn đi ạ? Đó là ông rút các cầu thủ đã phạm lỗi với Tuấn Anh và Tiến Linh ra nghỉ. Sau đó ông Park mới tung Văn Hậu vào sân. Con vẫn chưa hiểu lắm, làm vậy để làm gì? Văn Hậu mà vào sân, nó bẻ cổ từng thằng. Nó bẻ cổ từng thằng. Đã nói về Tấn Trường thì hãy nói luôn về thủ môn của Indo, anh chàng Nadeo đi. Nadeo là một người con xa xứ, đang muốn báo hiếu với Tổ quốc. What? Mẹ có nhầm lẫn gì không nè? Không hề nhầm đâu. Ở bàn thắng của Công Phượng, Nadeo là người có công lớn nhất ấy. Đâu à, Tiến Linh mới đúng. Nadeo để Công Phượng thoát khỏi tình huống liệt vị. Ơ kìa. Thế thì bàn thắng mới được công nhận. Giờ chúng ta bàn một chút về hai bàn thắng của Công Phượng và Văn Thanh đi. Mẹ thấy thế nào về bàn thắng của Công Phượng? Nhìn qua bàn thắng của Công Phượng thì người ta sẽ nghĩ là bản năng sát thủ, ông vua chạy chỗ, hay là tinh hoa chọn vị trí. Đúng rồi, Phượng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như thế. Tao lại thấy Phượng muốn gửi một thông điệp đến cầu thủ băng xa của đội tuyển Thái Lan. Thế Phượng muốn nói gì với anh ta? Súng anh vẫn khỏe lắm. Bàn thắng của Văn Thanh đánh dấu sự trở lại của anh ấy sau một thời gian dài vắng bóng trên tuyển. Mẹ thấy sao về bàn thắng của anh ấy?
Ui ôi, Văn Thanh nó bứt tốc như Ronaldo, qua người như Messi, mà sút còn hơn cả Robben. Một siêu phẩm mang tầm thế giới chứ. Mày biết thủ môn Indo lúc đấy nghĩ gì không? Nghĩ gì hả mẹ? Bay người cho nó có, không để bảo tao bán độ. Giả sử đi, đội tuyển Việt Nam của chúng ta thua 0-4 chứ không phải là thắng 4-0, thì mẹ sẽ làm gì? Tao á? Tao tầm này đang cào phím. What? À, thì ra lại làm huấn luyện viên online à? Đúng rồi, phải điều binh khiển tướng lại ngay. Nhưng mà mẹ làm gì có trình độ hay là hiểu biết gì đâu về bóng đá. Thế mới làm huấn luyện viên online. Ừ. Các bạn có biết gì không? Tuyển Malai tự xưng mình là hổ, nhưng đối với Việt Nam, hổ chỉ để lếu cao. Đầu tiên thì xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu thì huấn luyện viên Tan Trong Hoe, ông ấy có bảo là ông ấy rất hiểu đội tuyển của chúng ta và ông ấy tin rằng ông sẽ giành chiến thắng. Ý kiến của mẹ như thế nào? Mẹ nghĩ rằng ông Tan Trong Hoe nên đổi tên thành Toang Song Ho. Con cũng rất buồn cười trước những phát biểu của ông ấy. Con có biết ông ấy hiểu gì về đội tuyển Việt Nam không? Hiểu gì thế mà? Hiểu chúng ta lại thắng Malaysia. Chúng ta cùng bàn một chút về đội hình của hai đội đi. Đầu tiên là đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Malaysia nên đổi tên thành Malaysia với những người bạn. Sao lại phải đổi như vậy ạ? Đội hình toàn nhập tịch, mỗi nơi có một ông, như cốc chè thập cẩm ấy. Thế mà vẫn để thua, yếu thật đấy. Không phải do Malaysia yếu đâu, do chúng ta mạnh quá. Đội tuyển Malaysia được mệnh danh là những chú hổ. Bố thấy đôi đá của họ có giống như vậy không? Con có biết hổ là loại động vật như thế nào không? Hổ là chú sơn lâm, rất mạnh mẽ và đáng sợ. Đấy là hổ trong rừng thôi, còn hổ Malai thì sao hả bố? Thì chỉ để diễn xiếc thôi. Vậy là Đông Nam Á chỉ còn một đại diện duy nhất, đó chính là Việt Nam của chúng ta. Còn Malai chắc là đang đóng vali về nước bố nhỉ? Tuy Malai họ về nước nhưng mà họ là những người chiến thắng con ạ. Nhưng họ vừa thua chúng ta mà, bố quên à? Nhưng họ thua chúng ta nhưng họ thắng Indo đấy con ạ. Thắng mặt nào vậy bố? Sân thẻ vàng. What? Sân thẻ vàng. Cuối hiệp 1, tuyến giữa của tuyển Malai chơi rất là tốt. Họ tấn công chúng ta rất là dồn dập. Mẹ nghĩ đâu là nguyên nhân cho điều này? Nguyên nhân thì mẹ nghĩ do thiếu Tuấn Anh. Khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự của Tuấn Anh thực sự là tốt hơn Xuân Trường và Hoàng Đức. Qua mà có Tuấn Anh nhá, nó xào xào đảo đảo cho mấy phát thôi. Thế là có món thịt hổ siêu cay. Cả trận đấu đêm qua, khuôn mặt của thủ môn đội tuyển Malaysia thực sự rất là buồn. Không biết là sao anh ấy lại buồn như vậy nhỉ? Là do sự vắng mặt của Quang Hải thôi. Quang Hải đúng là ác mộng của tuyển Malai. Thiếu Hải, họ phải vui mới đúng chứ. Biết tại sao họ vui không? Không ạ. Vì được làm lèn cho siêu phẩm. Vì được làm lèn cho siêu phẩm. Văn Toàn vào sân vào những phút cuối và đã đem về chúng ta một quả 1m quý như vàng. Mày thấy sao về mặt trình diễn của anh ấy? Đầu tiên thì giải Oscar dành cho diễn viên xuất sắc nhất thì trao cho Toàn đi. Thế còn điều số 2? Thứ hai, các đội đá với Việt Nam thì thuê thêm một anh cảnh sát giao thông. Để làm gì hả mẹ? Để ngăn Văn Toàn vượt quá tốc độ quy định. Về công tác tổ chức của giải đấu, mẹ thấy còn điểm nào chưa được không? Hay là cần bổ sung thêm gì nhỉ? Mọi thứ khá là hoàn chỉnh rồi, nhưng thêm một chức năng nữa thì mới đủ được. Đó là chức năng gì và dùng khi nào ạ? Đó là nút can chôn 7 để cầu thủ Việt Nam dùng mỗi khi ghi bàn. What? Can chôn 7 à? Đem gì em nhá? Khoe thông thạo 7. Khoe thông thạo 7. Ở tình huống đá phạt đền của Quế Ngọc Hải thì cầu thủ De Paula của đội bạn có nói gì đó với anh ấy. Mẹ nghĩ là Paula nói gì nhỉ? Đơn giản, nhìn phát biết ngay. Có phải là chỉ Quế Ngọc Hải cách đá pem? Chưa đủ tuổi. Hay là khiêu khích tâm lý? Cũng không phải. Vậy là gì ạ? Xin Hải đá ra ngoài, lễ chót gãy giờ, mai lại bị chế ảnh. Ở trận đấu trước, chúng ta đã nhận xét Tấn Trường chơi rất là mờ nhạt. Còn ở trận này anh ấy đã thể hiện quá là tốt. Mẹ thấy sao? Ông Tấn Trường này tàn nhẫn thật đấy. Sao mẹ lại nói anh Trường như vậy? Đá 38 phút mới đánh đầu được cái, thế mà ông Tấn Trường anh ấy làm sao ạ? Đấm bay hết sổ đỏ của cổ động viên Malai. Paula sau khi ghi bàn thì gái rất là to,
lại còn hét ầm lên, lại còn khạc nhổ bờ bãi lắm. Bố xem có cay không? Sao phải cay chứ, đấy là phản ứng tự nhiên. Con vẫn không hiểu lắm bố ạ. Hổ trước khi bị lô cao sẽ làm gì? À, chăn chối. Chính xác. Chính xác. Trận đấu tới gặp UAE thì thầy Park không thể trực tiếp chỉ đạo. Vậy thì ai sẽ là người bảo vệ các cầu thủ của chúng ta trước những cầu thủ giang hồ của đội bạn? Các cầu thủ không cần phải lo lắng, vì phía sau luôn có. Có gì hả mẹ? Một đội quân phóng lợn thiện chiến. 20 sư đoàn, bàn phím đất đối không. Ừ, ghê vậy. Các cầu thủ cứ an tâm thi đấu, còn mọi thứ để cộng đồng mạng lo. Con hỏi ngoài lề một chút nhá. Nếu mà đề thi văn học rơi vào câu hỏi là phân tích tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, thì các em học sinh phải làm thế nào ạ? Hay lấy trận đấu của tuyển Malaysia và Việt Nam ra làm ví dụ. Tại sao lại sử dụng trận đấu này mẹ? Vì một đất nước dùng toàn những ông nhập tịch. Vâng, đúng ạ. Vẫn không ăn được, một dân tộc đoàn kết một lòng. Ở pha ghi bàn của Quý Hồng Hải thì đâu là thứ khiến mẹ ấn tượng nhất? Đó là khi mà Hải chạy ra góc sân ăn mừng, rồi máy quay hướng lên khán đài. Có phải là sự sung sướng của người hâm mộ? Có một bạn cổ động viên đang cầm ảnh của bác Hồ. Giây phút đó mẹ đã thốt lên. Mẹ thốt lên câu gì ấy? Bọn nó có Hồ, còn bọn tao có bác Hồ. Còn bọn tao có bác Hồ. Bất bại 25 chẳng ai nhớ, vừa thua một phát chúng mày gáy nữa đi. Vậy là đội tuyển của chúng ta đã để thua trước đội tuyển UAE và chỉ có được ngôi vị nhì bảng. Mẹ thấy ý nghĩa của trận đấu này như thế nào? Đúng là chúng ta đã thua, nhưng chúng ta đã thể hiện một tinh thần chiến đấu quật khởi. Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta thua nhưng đã đem đến những giây phút rất cảm xúc cho người hâm mộ. Những cảm xúc thật là mãnh liệt. Quan trọng nhất, chúng ta thua một trận đấu nhưng chúng ta thắng một chiến dịch. Ở trận đấu tối qua thì mẹ đánh giá thế nào về lối chơi của hai đội? Công bằng mà nói, UAE mạnh hơn chúng ta. Vâng, điều này đã được nhận định từ trước. Nhưng đã nhắc đến công bằng thì đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người so với UAE thì công bằng ở đâu? Chúng ta có phải nhận thẻ đỏ đâu mà chơi thiếu người? Chúng ta không thiếu, nhưng mà UAE thừa. Ông trọng tài người Iraq đã có những quyết định thực sự là rất là vô lý với đội tuyển của chúng ta, khiến cho các cổ động viên rất là phẫn nộ. Theo mẹ thì ông ấy có đáng để chịu sự tức giận của người dân Việt Nam không? Thật sự là không nên tức giận, mà phải thông cảm với ông ấy còn đang. Sao lại thông cảm được? Hãy nhìn vào những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của ông ấy. Ông ta thì có nghịch cảnh gì? Là mù mà vẫn đi cầm còi. Hôm qua thì thủ môn Bùi Tấn Trường đã có một ngày làm việc rất là vất vả. Bố thấy sao về màn trình diễn của anh ấy? Tấn Trường vẫn là Tấn Trường bố quen, rất xuất sắc. Chỉ tiếc là hỏa lực của đội bạn ngã quá mạnh. Ừ, đấy là Tấn Trường. Còn Minh Trường thì... Còn này, thì sao hả bố? Thì 70 là điều bình thường. Đây nhờ. Ở những phút cuối của hiệp 2 ấy, khi mà Minh Vương vào sân ấy, anh ấy đã thi đấu rất là ấn tượng. Theo mẹ nghĩ thì đây có phải là một quân bài tẩy của ông Park không? Minh Vương tuy không hát nhưng mà lại khiến chúng ta phải phiêu. Cảm xúc như muốn vỡ òa vậy. Minh Vương tuy không cầm mic nhưng mà tí nữa thì cầm hòa. Đúng vậy, một chút nữa thôi. Minh Vương không mặc giáp nhưng là một chiến binh. Ở trận thua này thì có toan tính gì không mẹ? Hay chỉ là một trận thua bình thường? Mẹ nghĩ trận này chúng ta thua cũng có cái tốt. Cái tốt là gì vậy ạ? Đó là khiến các ông lớn sẽ bị chủ quan, tưởng Việt Nam dễ bắt nạt, sau đó tạo cho họ những bất ngờ. Bất ngờ là chúng ta thua nhiều hơn à? Bất ngờ mà tao với mọi người hâm mộ đều hy vọng ấy. Đó là lập lại cổ tích như ở Thường Châu. Sau trận thua với UAE thì mẹ nghĩ là vị thế của đội tuyển Việt Nam có bị thay đổi gì không? Có chứ, ảnh hưởng ác xa lát luôn. Cụ thể đó là? Chúng ta mất ngôi ông vua Đông Nam Á vào tay của Campuchia. Thế còn danh hiệu anh cả của Đông Nam Á? Thái Lan bế đi rồi. Thế thì chúng ta ở đâu? Ở top 12 siêu lục. Top 12 siêu lục. Bố là một người có góc nhìn rất là chi tiết. Vậy thì theo bố là trận thua này có phải một trận thua không? Nhìn thì là một trận thua, nhưng thực ra nó là một trận hòa. Tại sao lại vậy? Vì 2019 ở sân Mỹ Đình họ thua ta. Vâng, chuẩn. Lần này ta thua họ, mỗi đội thắng một lần. Thế thì phải là hòa chứ. Có rất nhiều những fan phong trào ấy, khi mà thấy đội tuyển thất bại đã buông những lời lẽ cay nghiệt, khiến cho những fan chân chính rất là bức xúc. Hãy dùng trận đấu này
để lọc hết fan phong trào đi. Bóng đá thì có thắng có thua. Đúng như vậy. UAE hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn chúng ta đến tướng còn không được chỉ đạo. Họ có những lợi thế rất lớn, kể cả từ trước khi bóng lăn luôn. Hãy nhìn vào tinh thần chiến đấu quật khởi, không buông xuôi kia kìa. Thế mà có người bảo UAE nhả cho vài bàn. Đừng chỉ nhìn vào tỷ số, mà hãy nhìn vào cả quá trình. Và hãy nhìn vào cả quá trình. Mình nghĩ là ở trận đấu này có ai chơi dưới sức và trận đấu sau cần thay ra không ạ? Đừng đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào cả. Họ đã làm hết sức mình rồi. Thậm chí là đối thủ của chúng ta, họ rất là mạnh. Con có biết họ thi đấu vì ai không? Vì bản thân họ phải không? Vì chúng ta, vì người hâm mộ, vì vinh quang nước nha. Ở trận đấu tối qua thì bố có thấy ức chế hay là khó chịu với những âm thanh của cổ động viên đội nội địch không bạn bố? Lần sau gặp lại ở sân Mỹ Đình, chúng ta sẽ cho họ hiểu thế nào là âm nhạc. Nhạc họ chiêu đãi chúng ta chắc là UAE Hau. UAE Hau. Rồi gì với Villa Hau? Chuẩn luôn. Villa Hau là một dòng nhạc bất diệt. Nhạc bất diệt. Đời thủ môn có câu nói: cản phá trăm quả chả ai nhớ, một lần phạm lỗi vạn người hay. Mẹ thấy câu nói này nó có liên quan gì đến đội tuyển Việt Nam mình không? Có chứ. Nó là như thế này này: bất bại 2 năm chẳng ai nhớ, vừa thua một phát chúng mày gáy lửa đi. Những ngày qua các cầu thủ đem đến chúng ta những xúc cảm thật sự là rất tuyệt vời. Đừng làm diễn viên của phim lật mặt nữa, mà hãy dành những lời cảm ơn đến họ.